cửa hàng xe máy Thanh Đoàn chào tất cả mọi người nha. Bên mình mới về một chiếc SH1 này, đời 2015 nha mọi người. Xe mới chạy được mười mấy km thôi, mười mấy ngàn, hiệu quả đâu ấy. Nói chung là xe đẹp như mới luôn. Tại vì bố ấy dính chân dừa lên cho em quay. Biển số 67 chính chủ kỳ giấy này, rất là đẹp luôn nha mọi người. Dính chân dừa lên cho em đấy. Màu này cực kỳ là hot luôn á. Màu này đi sạch sẽ. Màu này gọi là màu gì anh? Màu hút ra. Lọc máy nè. Chưa có giảm, chưa tuốt chứ nha mọi người. Mới lấy về chưa rửa luôn. Nó trơn rín á. Mới luôn. Xe đẹp, rất đẹp luôn. Tài xế người lớn tuổi đi kỳ lắm. Đẹp như mới luôn nhé. Cái này là giảm vui cho đẹp lắm. À, không biết có bị mơ nhỉ. Tại mình mới thấy mang rồi đấy. Giảm bản con này là 40 triệu nha mọi người. Là đẹp luôn. Chưa có con thứ hai luôn, nó chạy 2 là tháng 12 2014 thì cho nó 25 đi. Vừa nãy là 29 thì là 94 năm rồi mà chạy mấy ngàn cây thôi. Đây khách mua mà khách đi mua xe mà đi từ mua từ 11 giờ khó tính đến rồi này. Mua từ 11 giờ đấy. Đến tại cửa hàng 1 giờ mới giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Giờ là 6 giờ rồi, 6 5 tiếng đồng hồ. Đây khổ tính mới, tại vì nhiều xe quá không biết chọn xe nào. Đây mọi người thấy chưa, mua xe xong á, rồi là con mời khách rồi lại nhau đặc biệt đấy đó. Mua nhau rồi kìa. Đấy, mua xe rồi tăng nón luôn này, rồi con mua bia về cho nhau luôn đó mọi người. Đấy, vậy chứ khách này là ở gần cung quê luôn mọi người. Thực ra là cũng vô tình đấy, vô tình mà gặp chứ. Vô tình mà gặp. Tại bà tại cái chiều ngồi chứ thoải mái không? Tức là anh này cũng mua đến như tốt thế, nhưng mà xuống thì đúng là đập mà ở Hương Khê Hà Tĩnh mình luôn. Nên là ngồi chơi luôn đến giờ mới về nhá. Okay, có cái này trải đất quái tròn, tự nhiên lại gặp hứa mà. Đấy, yêu quái như mình cắt bây giờ có, nhưng mà sẽ chạy đúng 17.000 cây đấy. Ở chú trước 1 tỷ vết luôn. À, cái màu này thì cảm giác như cái xe nó cũ, nhưng mà thực ra rất là đẹp luôn. Thấy con Mio hả anh? Khách ơi, đèn trong này nè em. Đấy, mới đây ra rửa lại sạch sẽ, mong má lại hết rồi. Đẹp như mới luôn. Đấy, mọi người quan tâm thì ghé cửa hàng xe máy ủng hộ mình với nhé. Mua xe chỉnh chu luôn, xe chưa rửa luôn mà. Tại vì bác này bác đi kỳ lắm này, lóc lìa con nước mời luôn. Quá đẹp luôn. Đây này, con trai cười lên khách ơi. Con chào mọi người đi. Con à đi nào, à đi. Thấy khi nào quái xe cũng có con trai ở bên đây mọi người. Đây khách buổi chiều đây. Đang có ẻ 210 nhá. Mọi người quan tâm thì nhanh tay ghé cửa hàng mình nhá. Cửa hàng mình thì ở 465 đường Nguyễn Thị Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nhá. Địa chỉ là ở gần chợ Dĩ An 2 á. Mọi người nếu như mà không biết đường thì có thể vào Google có cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhá. Đây là khách đang có ẻ 210. Cần Tết rồi anh quý vị các bạn tới nhanh tay cửa hàng mình ủng hộ nhé. Chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui nhé.